Hello các bạn, lại là mình đây, Đất Long Vòng. Thì hôm nay cùng mình đi đâu? Thì các bạn cùng xem video của mình nha. Let's go. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của một ông anh mình có quen á mọi người. Thì nghe nói ông anh này chơi cá lóc á mọi người. Sẵn tiện hôm nay được dịp nghỉ á, về uống cà phê chơi nên quay video, sẵn quay video cho mọi người xem ha. Thì đây mọi người, trước anh ấy bán cà phê ở trên đường đường này đường gì ta, đường Nguyên Hồng mọi người, Gò Vấp ha, phường 11 Bình Thạnh, quận Bình Thạnh chứ mọi người. Anh ấy bán cà phê ở đây mọi người, có quán cà phê này, anh ấy còn có chơi nuôi cá lóc nữa mọi người. Cùng mình đi tham quan thử xem ở đây có gì nha. Đây anh đang ngồi uống cà phê rồi mọi người. Hello anh Thích. Hello em. Dạ. Này qua uống cà phê sẵn làm cái video. Ở đây thích nuôi cá lóc nhiều lắm mọi người. Sẵn tiện quay video cho mọi người xem. Đây. Anh chủ cá lóc nè. Thì sẵn tiện hôm nay qua đây uống cà phê á, mình quay cho mấy bạn xem thử ở đây anh thích nuôi những dòng cá lóc nào ha. Đây, cũng được là anh thích để anh quay sơ sơ cho mọi người xem. Đây thì ở đây anh thích có vài hồ nuôi cá lóc nè, sơ sơ vậy thôi. Thì nghe nói anh thích chủ yếu là nuôi cá lóc nhặt thôi á mọi người. Anh em nào đam mê cá lóc thì có thể xem video này ha, xem đánh cá cho vui đấy. Đây là cá hô rồi mọi người. Trên đây thì lọc rồi mọi người, có cúp luôn này mọi người. Cúp đây như là của con cá lóc này luôn á mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn mọi người, như hồ bên đây hồ tắm cắt cá cũng đi hết rồi mọi người. Đây dưới đây nữa mọi người. Đó. Mình quay cá lóc cho mọi người xem nè. Đây còn không rành nữa mọi người. Đó. Nhảy kìa kìa tay thử. Ở đây có bé nữ hồ nè mọi người. Đó. Con này nó bị lỗi lưng rồi mọi người. Mà nó sung lắm luôn. Trời ơi nó to hơn mình tay mình luôn mọi người, nó to đùng luôn. Đấy. Đó là đẹp. Chỉ nó bị cầm cầm lưng á mọi người. Bên này có một bí nữa nè mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem nè, rất là đẹp. Này anh nói cá này mới về mọi người. Mới về mới đẹp. Dạ. Đó. Mới về nên anh giữ nha mọi người, không có bật đèn. Mình cố gắng quay cho mọi người xem nha. Dạ. Yeah. Này là hoàng đế anh Tức. Đúng rồi. Dưới đây có hồ bự lắm mọi người. Này là nữ hoàng. Chắc là sung luôn. Này là toàn cá nhập phải không anh Tức? Đúng rồi, nhập đô em. Dạ. Mấy con sung táp táp về có xia lại không anh Tức? Hay là để chơi? Con này để chơi, để chơi, để không bán, nuôi đam mê mọi người không bán, rất là đẹp luôn. Mọi người ngắm rất là đẹp, sung lắm mọi người. Trời trời. Đâu cần đặt đâu, cần tự đáp luôn, tự đáp luôn à. Tại tay là theo tay em.
là đẹp. Nữ 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 rồi có lọt rất là sung luôn. Anh em nào đam mê nuôi cá lóc có thể xem video để đánh giá độ đẹp của chúng nha. Rất là đẹp. Thì nuôi lóc cũng khá là đơn giản thôi mình. Cái hồ rồi ở trên này anh có xài cái lọc. Cá kể sung. Phía bên này có thêm vàng nữa mọi người. Đều con pháo hoa này mọi người. Thì anh nói đạt giải này mọi người. Dạ. Dưới đây nữa mọi người. Bây giờ mọi người xem nè. Đó. Đó. Cá anh nuôi con nào con nấy nó sung lắm mọi người. Đưa tay vô là nó kìa. Tương tác rất là đã luôn mọi người. Nữ hoàng thôi à. Cá nhập về từ Ấn Độ mọi người, là nữ hoàng. Sung. Sung. Có con này độc lạ mọi người. Gãy lưng. Lưng nó bị gù nhưng mà coi cái độ sung của nó nha. Nó vẫn sung lắm mọi người. Rồi ta ngắm nha. Tuy tạch nhưng mà rất là sung. Đây nữa. Đấy. Anh em nào chơi cá lóc có thể tham khảo cái mô hình nuôi nha mọi người. Cá là đơn giản ha. Chủ yếu là cá có đẹp với lại sung hay không thôi mọi người. Thì ở đây anh có bán cà phê. Anh bán cà phê rồi nuôi thêm lóc ha. Đó. Này con hòn đế này mọi người. Ở dưới này là nữ hòn, còn ở trên là hòn đế. Con này chắc có dịp qua quay cho mọi người xem quá. Tại vì anh kêu mới về nên không có bật đèn được. Đèn dưỡng nó. Đấy. Giờ anh đang dọn dẹp quán cà phê nè mọi người. Nên quay cho mọi người xem cá rất là đẹp. Anh em nào mà đợi mình hỏi ảnh có siêu đẹp. Ủa anh Thất, vậy là con nào mà bán được anh Thất? Có, anh bán con pháo. Pháo con dưới. Dưới, nữ hồn. À. Thì mình có hỏi ảnh thì ảnh có xia lại con này nè mọi người. Pháo nè. Con pháo này là con pháo đột cấp nè mọi người. Đây, có cấp luôn. Có cấp luôn. Đó. Con pháo này đột cấp nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Đây. Rồi ảnh có xia con nữ hòn này nữa nè mọi người. Còn đây cũng hình như có xe luôn á. Anh em nào xem video mà cảm thấy thân ý muốn tìm kiếm một dòng lóc lạnh mà đẹp với lại có độ tương tác cao thì có thể tham khảo ha. Nữ hòn nè mọi người. Rất là đẹp. Anh em cho lóc dời mà có một con cá lóc tương tác như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Đó. Tương tác rất là cao luôn á mọi người. Đó. Để tí nữa mình sẽ xin anh Thức số điện thoại thôi mọi người ha. Mình sẽ để dưới cái phần mô tả video với lại dưới phần bình luận ha. Anh em nào đang cần tìm cá lóc đẹp mà tương tác cao có thể tham khảo
gọi điện trực tiếp cho ảnh ha. Còn anh em muốn xem trực tiếp thì tí nữa mình sẽ ghi cái địa chỉ với mọi người dưới phần mô tả dưới bình luận luôn ha. Đó. Mọi thông tin liên hệ với ảnh thì mọi người có thể inbox trực tiếp ha. Có gì ảnh sẽ tư vấn thêm nha mọi người. Đây, con pháo để mình quay cái cúp cho mọi người xem nha. Đây là cúp của con pháo này. Lấy xuống xem nha. Đây. Đây. Bí pháo đột cúp này. Đó, đây là cúp của con pháo này mọi người. Đẹp ở bên giải nước nào ta? Để hỏi ảnh. Đó, có cúp đàng hoàng nha mọi người. Mình quay cái cúp cho mọi người xem ha, rất là giá trị luôn. Con này mình có hỏi ảnh thì tầm 4 khôi á mọi người. Cho một chú cá đã đột giải nha mọi người, 4 khôi. Cái con pháo đây nhiêu tiền anh Thức? 3 triệu em. 3 triệu hả? Con pháo đây mình có hỏi ảnh kêu 3 triệu nha mọi người. Cúp của nó luôn đúng không anh? Hai cái luôn hả? Wow. Mình nó đột hai giải luôn anh Thất. Đúng rồi, nó hai giải Indo. Dạ, hai giải Indo. Em mượn cái cúp nha. Đây, quay cho mọi người xem nha. Đây, thêm một cúp của nó nè mọi người. Một mình con pháo đây đạt ba giải nha, hai giải nha mọi người. Đó. Thì cúp bên Indo nha mọi người. Đó. Mọi người có thể tham quan. Mọi người có thể tham khảo ha. Chỉ 3 triệu cho một con cá lóc pháo ho đẹp hai giải như thế này nha mọi người. Nè. Đó, đây là hai cái cúp của con pháo này mọi người. Đó, mình quay kỹ cho mọi người xem con pháo này nha. Rất là đẹp. Ba khôi cho con pháo như thế này. Rồi. Nữ hòn ở dưới ảnh mới báo giá hai khoi nha mọi người. Đây dưới này nữ hòn hai khoi, ảnh nói chưa là hai khoi cho dưới này ha. Mình quay kỹ kỹ cho mọi người xem để đánh giá cái vĩ đẹp luôn. À, con nữ hòn hồ lớn. Đây rồi, con nữ hòn hồ lớn nè mọi người. Không bén khi được giá nha mọi người, mà ai ngã giá thì ảnh báo 3.8 triệu. Đó, tình trạng nào mọi người. Sung phỉ kì tương tác rất là cao, quá đã. Bí này thì ảnh báo 3.8 triệu nha mọi người. Đấy, anh em nào đang tìm kiếm một dòng lóc lạnh ha, đặc biệt là dòng nữ hòn có thể tham khảo nha mọi người. 3.8 triệu. Thông tin liên hệ tí nữa mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là với lại ghim với lại phần bình luận nha mọi người. Đấy. Rồi. Sơ sơ cái góc nuôi cá lóc của anh Thức là như đây nha mọi người. Đấy. Đó. Thì sẽ có một số dòng như vậy thôi. Mọi người tham khảo ha, cũng như là tham quan cái mô hình nuôi xài cái lọc trên như vậy nè mọi người. Rồi ở dưới cái chải nền, rồi một cái máy bơm bơm nước lên là đã nuôi được rồi, mà còn đẹp nữa. Đấy. Rồi. Rồi hiện tại anh cũng chia hết cá rồi mọi người, hai hồ đây bay rồi, còn được mấy bí à. Giá cả thì phù hợp với lại cái chất lượng cá ha mọi người ha, còn là cá nhập Indo không à, quá là tuyệt vời luôn. Rồi thì video này mình cũng cập nhật tham quan cái khu nuôi cá lóc nhập của anh Thức ha. Đấy. Đó, sẵn tiện có những dòng mà ảnh xia lại mọi người. Đó, anh em nào coi được video này, xem cá ngắm cá thư giãn mà cảm thấy thích thì có liên hệ trực tiếp cho anh Thức ha mọi người ha. Rồi video đến đây của mình cũng quay nãy giờ thấy khá là dài rồi mọi người. Đó. Giờ anh Thức đang dọn dẹp quán cà phê mọi người, mình cũng uống ly cà phê rồi ngắm cá tí rồi cũng về luôn. Đấy, rồi. Đấy.
rất là đẹp. Đấy. Rồi giờ thôi mình đi bán cà phê. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video cá đẹp nè, cảm thấy ngắm cá thư giãn sau một ngày làm việc đấy, thì mọi người có thể để lại cho mình một nút đăng ký kênh ha. Nếu được hơn nữa thì mọi người cho mình xin một like ha. Mình cảm ơn mọi người nhiều luôn á. Đó cũng là động lực để mình đi quay thêm nhiều video cũng như cái góc nuôi cá khác của những anh em đam mê cá cảnh nói chung ha, và các dòng cá nói riêng. Ví dụ như anh thích đam mê cá lóc ha mọi người ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye.